Có A Tăng Kỳ tòa báu, Đức Phật ngồi ở trên đó đại sư tử hống diễn nói diệu pháp. Lại có A Tăng Kỳ đèn báu, thường tỏa ra ánh sáng trí huệ thanh tịnh. Lại có A Tăng Kỳ cây đà la báu, thứ tự thẳng hàng, chẳng có tạp loạn, dùng dây báu bao bọc chung quanh rất trang nghiêm thanh tịnh, làm cho người thấy có cảm giác thoải mái. Cây đà la báu có A Tăng Kỳ gốc báu, thân cây cao diệu vậy, gốc cây ngay thẳng rất tròn, rất sạch sẽ, khoảng 7-80 thước. Lại có A Tăng Kỳ nhánh cây báu, dùng đủ thứ các báu để trang nghiêm la liệt dày đặc. Có nhiều chim không thể nghĩ bàn, bài lượn ở trên cây, thường hót tiếng rất hay, tuyên dương chánh pháp. Lại có A Tăng Kỳ lá báu, trên lá phóng ra quang minh đại trí huệ khắp tất cả mọi nơi, lá đó có thể dùng biên chép kinh. Lại có A Tăng Kỳ hoa báu, trên mỗi đóa hoa có vô lượng Bồ Tát ngồi kiết già, không động chỗ ngồi mà có thể đến khắp 10 phương pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ quả báu, nếu có ai thấy được sẽ hết đắc được quả Phật trí huệ, nhất thiết trí không thối truyền. A Tăng Kỳ tụ lạc báu, ai thấy được đều bỏ lìa pháp tụ lạc thế gian. A Tăng Kỳ đô ấp báu, chúng sinh vô ngại đầy rẫy trong đó. A Tăng Kỳ cung điện báu, ở trong chỗ vua đó đầy đủ thần Bồ Tát là diền, dũng mãnh kiên cố, mặc áo giáp pháp, tâm không thối chuyển. A Tăng Kỳ nhà báu, ai vào cũng đều diệt trừ tâm tham luyến nhà cửa. A Tăng Kỳ y báu, ai mặc vào cũng đều khiến cho hiểu rõ không chấp trước. A Tăng Kỳ cung điện báu, Bồ Tát xuất ra đầy rẫy trong đó. Lại có A Tăng Kỳ tụ lạc báu, nếu có ai thấy cũng đều bỏ lìa pháp tụ lạc của thế gian. Lại có A Tăng Kỳ đô ấp báu, chúng sinh không có chướng ngại đầy rẫy ở trong ấp đó. Lại có A Tăng Kỳ cung điện báu, chỗ vua ở đầy đủ thân Bồ Tát là diền kiên cố, dũng mãnh kiên cố, mặc áo giáp pháp, tầm vĩnh viễn không thối chuyển, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có A Tăng Kỳ nhà báu, nếu có ai ở sẽ diệt trừ tâm tham luyến nhà cửa, không chấp trước vào tướng ta, để khỏi tướng của ta. Lại có A Tăng Kỳ y báu, nếu ai mặc vào khiến cho hiểu rõ được, không chấp trước vào pháp. Lại có A Tăng Kỳ cung điện báu, có Bồ Tát xuất gia đầy rẫy ở trong cung điện đó. A Tăng Kỳ đồ chơi báu, ai thấy cũng đều sinh vô lượng hoan hỉ. A Tăng Kỳ bánh xe báu, phóng ra quang minh trí huệ không nghĩ bàn, chuyển bánh xe pháp không thối chuyển. A Tăng Kỳ cây bạt đà, có lưới nhân đà la trang nghiêm thanh tịnh. A Tăng Kỳ đất báu, có châu báu không nghĩ bàn xen lẫn trang nghiêm. A Tăng Kỳ tiếng thổi báu, âm thanh đó trong sáng khắp cùng pháp giới. A Tăng Kỳ trống báu, tiếng hay hòa nhã cùng kiếp không dứt. Lại có A Tăng Kỳ đồ chơi báu, nếu có ai thấy cũng đều sinh vô lượng tâm hoan hỉ. Lại có A Tăng Kỳ bánh xe báu, phóng ra quang minh trí huệ không thể nghĩ bàn, chuyển bánh xe pháp không thối chuyển. Lại có A Tăng Kỳ cây bạt đà báu, dùng lưới nhân đà la để trang nghiêm, khiến cho thanh tịnh. Lưới nhân đà la là lưới nghiêm sức ở trước cung điện của trời Đế Thích. Trong lỗ lưới đều có gắn bảo châu mani, do đó lỗ thông nhau, ánh sáng chiếu nhau, là cảnh giới viên dùng vô ngại, trung trung vô tận. Lại có A Tăng Kỳ đất báu, có châu báu không thể nghĩ bàn, trang nghiêm xen lẫn ở trên mặt đất. Lại có A Tăng Kỳ tiếng thổi báu, tức là những tiếng sáo, tiếng tiêu, vân vân, nhạc khí có lỗ để thổi, âm thanh đó trong sáng khắp cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ trống báu, âm thanh hay phát ra, rất hòa nhã êm tai, không bao giờ dứt. A Tăng Kỳ chúng sinh báu, nhiếp trì được hết pháp bảo vô thượng. A Tăng Kỳ thân báu, đầy đủ vô lượng công đức đẹp báu, đầy đủ vô lượng công đức báu đẹp. A Tăng Kỳ miệng báu, thường diễn nói tất cả âm thanh pháp bảo phi diệu. A Tăng Kỳ tâm báu, đầy đủ ý đại trí nguyện báu thành tịnh. A Tăng Kỳ niệm báu, dứt trừ các ngu si mê hoặc, rốt ráo kiên cố nhất thiết trí báu. A Tăng Kỳ minh báu, tụng trì tất cả pháp bảo của chư Phật. A Tăng Kỳ huệ báu, quyết định thấu rõ tất cả tạng pháp của chư Phật. A Tăng Kỳ trí báu, được đại viên mãn nhất thiết trí báu. Lại có A Tăng Kỳ chúng sinh báu, nhiếp trì được hết pháp bảo vô thượng, tinh tấn tu hành diễn nói diệu pháp. Lại có A Tăng Kỳ thân báu, đầy đủ vô lượng công đức báu vi diệu. Lại có A Tăng Kỳ miệng báu, luôn luôn diễn nói tất cả âm thanh pháp bảo vi diệu. Lại có A Tăng Kỳ tâm báu, đầy đủ ý đại trí đại nguyện báu thanh tịnh. Thứ báu này khiến cho thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, mà do các thứ báu thành tựu cũng là một thứ công đức trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ niệm báu, vì tâm thanh tịnh chẳng có nghi hoặc, cho nên dứt trừ được tất cả vô minh phiền não, rốt ráo kiên cố nhất thiết trí huệ báu. Lại có A Tăng Kỳ minh báu, hay tụng trì tất cả pháp bảo của chư Phật. Lại có A Tăng Kỳ huệ báu, quyết định hiểu rõ tất cả tạng pháp của chư Phật. Lại có A Tăng Kỳ trí báu, đắc được đại viên mãn. nhất thiết trí huệ báu. A Tăng Kỳ mắt báu, giám sát 10 lực báu không có chướng ngại. A Tăng Kỳ tai báu, nghe vô lượng âm thanh tận cùng pháp giới, thanh tịnh vô ngại. A Tăng Kỳ mũi báu, thường người tùy thuận hương thơm báu thanh tịnh. A Tăng Kỳ lưỡi báu, hay nói vô lượng lời nói pháp của chư Phật. A Tăng Kỳ thân báu, đến các 10 phương mà không trở ngại. A Tăng Kỳ ý báu, thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền. A Tăng Kỳ tiếng báu, thanh tịnh tiếng hay, khắp 10 phương cõi nước. A Tăng Kỳ thân nghiệp báu, làm tất cả những gì đều lấy trí huệ làm đầu. A Tăng Kỳ nghiệp lời nói báu, thường nói tu hành trí báu vô ngại. A Tăng Kỳ ý nghiệp báu, được trí báu rộng lớn không chướng ngại, rốt ráo viên mãn. Lại có A Tăng Kỳ mắt báu, hay giám sát 10 lực báu, chẳng có mọi sự chướng ngại. Lại có A Tăng Kỳ tai báu, nghe được vô lượng âm thanh tận cùng pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ mũi báu, thường ngửi được hương thơm báu thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới. Lại có A Tăng Kỳ lưỡi báu, hay diễn nói vô lượng tất cả lời nói pháp. Lại có A Tăng Kỳ thân báu, hay đến khắp 10 phương thế giới, chẳng có mọi sự trở ngại nào. Lại có A Tăng Kỳ ý báu, thường hay tinh tấn tu tập đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Lại có A Tăng Kỳ tiếng báu, tiếng hay thanh tịnh này vang đến khắp cùng 10 phương thế giới. Lại có A Tăng Kỳ thân nghiệp báu, làm tất cả những việc gì đều lấy trí huệ làm đầu, cho nên chẳng có giết hại, trộm cắp, tà dâm ba điều ác. Lại có A Tăng Kỳ nghiệp lời nói báu, thường nói tu hành trí huệ báu thanh tịnh vô ngại, cho nên chẳng có nói dối, theo dệt, chửi mắng, hai lưỡi, 4 điều ác. Lại có A Tăng Kỳ ý nghiệp báu, đắc được trí huệ rộng lớn báu không có chướng ngại, rốt ráo đạt đến cảnh giới viên mãn, cho nên chẳng có tham dục, sân hận, ngu si, ba độc. Phật tử Đại Bồ Tát ở trong cõi nước của tất cả chư Phật đó, nơi một cõi Phật, một phương, một xứ sở, một đầu sợi lông, đầy dẫy vô lượng vô biên, bất khả thuyết số các Đại Bồ Tát, thảy đều thành tựu trí huệ thanh tịnh. Như vậy tận hư không khắp pháp giới, mỗi cõi Phật, mỗi phương, mỗi xứ sở, mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo ở trong tất cả cõi nước của chư Phật, hoặc ở tại một cõi Phật, hoặc tại một phương, hoặc tại một xứ sở, hoặc tại nơi đầu một sợi lông, đều có đầy dẫy vô lượng vô biên bất khả thuyết tất cả Đại Bồ Tát, thảy đều thành tựu trí huệ thanh tịnh an trụ ở trong đó. Như một cõi Phật, một phương, một xứ sở, một đầu sợi lông là như vậy. Như vậy tận hư không khắp pháp giới, hết thảy mỗi cõi Phật, mỗi phương, mỗi xứ sở, mỗi đầu sợi lông cũng đều trang nghiêm tốt đẹp như vậy. Đó là Đại Bồ Tát đem các căn lành vì chúng sinh hồi hướng, nguyện khắp tất cả cõi nước chư Phật đều đầy đủ các thứ báu đẹp trang nghiêm. Đó tức là Đại Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của mình tu tập, vì chính pháp giới chúng sinh mà hồi hướng, nguyện khắp tất cả cõi nước của chư Phật, hoàn toàn đầy đủ các thứ báu đẹp trang nghiêm. Như báu trang nghiêm rộng nói như vậy, hương trang nghiêm cũng như vậy, hoa trang nghiêm, tràng hoa trang nghiêm, hương thoa trang nghiêm, hương đốt trang nghiêm, hương bột trang nghiêm, y trang nghiêm, lọng trang nghiêm, tràng trang nghiêm, phan trang nghiêm, mani báu trang nghiêm, thứ lớp cho đến trăm lần hơn đây, đều rộng nói như báu trang nghiêm. Giống như báu trang nghiêm cõi Phật nói rộng như vậy. Như vậy dùng tất cả hương thơm để trang nghiêm, dùng tất cả hoa để trang nghiêm, dùng tất cả tràng hoa để trang nghiêm, dùng tất cả hương thoa để trang nghiêm, dùng tất cả hương đốt để trang nghiêm, dùng tất cả y phục để trang nghiêm, dùng tất cả lọng báu để trang nghiêm, dùng tất cả tràng báu để trang nghiêm, dùng tất cả phan báu để trang nghiêm, dùng tất cả mani báu để trang nghiêm, thứ lớp để trang nghiêm cõi nước chư Phật cho đến nhiều gấp trăm lần thứ báu trang nghiêm hơn đây, đều như báu trang nghiêm. Như vậy nếu nói tỉ mỉ thì không khi nào nói hết được. Phật tử Đại Bồ Tát dùng căn lành tu tập bố thí pháp, vì dưỡng lớn tất cả căn lành mà hồi hướng, vì nghiêm tịnh tất cả cõi Phật mà hồi hướng, vì thành tựu tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều tịnh tâm không động mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều vào Phật pháp thâm sâu mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được công đức thanh tịnh không ai vượt qua được mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được phước lực thanh tịnh không thể hoại mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí lực vô tận độ các chúng sinh, khiến cho họ vào Phật pháp mà hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, dùng đủ thứ hướng căn lành tu tập bố thí pháp, vì dưỡng lớn tất cả căn lành cho nên mới tu hồi hướng, vì trang nghiêm thanh tịnh tất cả đạo tràng chúng hội của chư Phật cho nên mới tu hồi hướng, vì thành tựu tất cả chúng sinh cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh trong tâm thanh tịnh chẳng có ô nhiễm, gặp cảnh giới mà tâm không lay động, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ bát nhã thâm sâu, thấu hiểu tất cả Phật pháp, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được công đức thanh tịnh không ai vượt qua được, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được phước lực thanh tịnh không thể hoại, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được sức trí huệ vô tận, rộng độ tất cả chúng sinh, khiến cho họ vào Phật pháp chứng được trí huệ vô ngại, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được vô lượng ngôn ngữ và âm thanh thanh tịnh bình đẳng mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được mắt bình đẳng vô ngại, thành tựu trí huệ đồng hư không khắp pháp giới mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được niệm thanh tịnh biết tiền kiếp của tất cả thế giới mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại trí huệ vô ngại, đều quyết rõ được tất cả pháp tạng mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại bồ đề không hạn lượng khắp cùng pháp giới không chướng ngại mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành đồng thể bình đẳng không phân biệt mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được ngôn ngữ và âm thanh thanh tịnh bình đẳng, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được mắt trí huệ bình đẳng không có chướng ngại, thành tựu trí huệ đồng tận cõi hư không khắp pháp giới, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được niệm thanh tịnh, nơi một niệm biết tất cả hết thảy thế giới trong quá khứ vị Phật nào xuất hiện ra đời giáo hóa chúng sinh, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại trí huệ viên dung vô ngại, đối với hết thảy Phật pháp đều quyết định thấu hiểu rõ ràng, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại bồ đề không có hạn lượng khắp cùng pháp giới mà không chướng ngại, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành đồng thể bình đẳng không có phân biệt. Do đó tâm đồng thể đại bi, căn lành của mình tu hành và căn lành của chúng sinh tu hành đều giống nhau, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tất cả công đức của thân lời ý nghiệp đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được hạnh đồng với Bồ Tát Phổ Hiền mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được vào tất cả cõi Phật đồng thể thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều quán sát nhất thiết trí, đều hướng về nhập vào viên mãn mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều xa lìa căn lành không bình đẳng mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thâm tâm bình đẳng không tướng khác thứ lớp viên mãn nhất thiết trí mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ tất cả pháp trắng tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi một niệm chứng được nhất thiết trí rốt ráo mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu viên mãn đạo nhất thiết trí thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tất cả công đức ba nghiệp thất biệt ý đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được hạnh nguyện giống như Bồ Tát Phổ Hiền tu, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được vào tất cả cõi Phật đồng thể thanh tịnh, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể quan sát nhất thiết trí huệ, đều hướng về nhập vào trí huệ viên mãn, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được xa lìa căn lành không bình đẳng, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ tất cả pháp trắng tịnh, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều ở trong một niệm chứng được nhất thiết trí huệ rốt ráo, cho nên mới tu hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu viên mãn đạo nhất thiết trí thanh tịnh, cho nên mới tu hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát đem các căn lành khắp vì tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy rồi, lại đem căn lành này khắp muốn dễ nói viên mãn tất cả hạnh pháp lực thanh tịnh mà hồi hướng, muốn thành tựu hạnh oai lực thanh tịnh, được biển pháp bất khả thuyết mà hồi hướng, muốn tại mỗi biển pháp đầy đủ vô lượng trí quang minh thanh tịnh đồng pháp giới mà hồi hướng, muốn khai thị diễn nói tất cả câu nghĩa của pháp khác biệt mà hồi hướng, muốn thành tựu tất cả pháp quang minh tam muội rộng lớn vô biên mà hồi hướng, muốn tùy thuận biện tài của chư Phật ba đời mà hồi hướng. Cả vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, đem tất cả căn lành của mình tu được khắp vì tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy rồi, Bồ Tát lại đem căn lành này nguyện khắp diễn nói viên mãn tất cả hạnh pháp lực thanh tịnh mà vì chúng sinh hồi hướng, nguyện thành tựu hạnh oai lực thanh tịnh, đắc được biện pháp bất khả thuyết mà vì chúng sinh hồi hướng, nguyện ở trong mỗi biển pháp đầy đủ vô lượng trí huệ, quang minh, thanh tịnh, đồng pháp giới. Mà vì chúng sinh hồi hướng, nguyện khai thị diễn nói tất cả pháp, phân biệt nghĩa lý của câu chữ. Mà vì chúng sinh hồi hướng, nguyện thành tựu tất cả pháp quang minh tam muội rộng lớn vô biên. Mà vì chúng sinh hồi hướng, nguyện tùy thuận biện tài vô ngại của chư Phật ba đời. Mà vì chúng sinh hồi hướng, vốn thành tựu thân tự tại của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại mà hồi hướng. Vì tôn trọng tất cả pháp không chướng ngại, đáng ưa thích của Phật mà hồi hướng. Vì đầy đủ tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, thường không thối chuyển mà hồi hướng. Muốn thành tựu pháp khác biệt, không nghĩ bàn, trí không chướng ngại, tâm không cấu nhiễm, các căn thanh tịnh vào khắp tất cả chúng hội đạo tràng mà hồi hướng. Muốn ở nơi tất cả cõi nước chư Phật, hoặc ngửa hoặc úp, hoặc thô hoặc tế, hoặc rộng hoặc hẹp, lớn nhỏ nhiễm tịnh như vậy, thường truyền bánh xe pháp bình đẳng bất thối. Nguyện thành tựu thân nhậm vận tự tại của tất cả chư Phật mười phương ba đời, quá khứ, vị lai, hiện tại. Mà vì chúng sinh hồi hướng, nguyện vì tôn trọng tất cả pháp đáng ưa thích, không chướng ngại của Phật. Mà vì chúng sinh hồi hướng, nguyện vì viên mãn tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, thường không thối chuyển, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác mà vì chúng sinh hồi hướng. Nguyện thành tựu pháp khác biệt không thể nghĩ bàn, do đó đường ngôn ngữ đã dứt, nơi tâm hành đã diệt. Nghĩa là con đường lời nói đã dứt hẳn, cho đến chỗ tâm suy nghĩ cũng chẳng còn, tức là ý nghĩa không thể nghĩ bàn. Thành tựu trí tuệ không chướng ngại, niệm tưởng ở trong tâm đều là thanh tịnh, chẳng còn tư tưởng trần cấu ô nhiễm, tức là sáu căn rất thanh tịnh. Căn mắt thanh tịnh, không thấy sắc trần nhiễm ô. Căn tai thanh tịnh, không nghe thanh trần nhiễm ô. Căn mũi thanh tịnh, không ngửi hương trần nhiễm ô. Căn lưỡi thanh tịnh, không đếm vị trần nhiễm ô. Căn thần thanh tịnh, không giác xúc trần nhiễm ô. Căn ý thanh tịnh, không biết pháp trần nhiễm ô. Các căn thanh tịnh rồi mới có thể vào khắp tất cả chúng hội đạo tràng. Mà vì chúng sinh hồi hướng, Bồ Tát nguyện ở tại tất cả thế giới, hoặc là thế giới ngửa, hoặc thế giới úp, hoặc thế giới thô, hoặc thế giới tế, hoặc thế giới rộng, hoặc thế giới hẹp, hoặc thế giới lớn, hoặc thế giới nhỏ, hoặc thế giới nhiễm, hoặc thế giới tịnh, các cõi nước chư Phật như vậy, thường chuyển bánh xe pháp bình đẳng, không thối chuyển. Bánh xe pháp bình đẳng, Phật tánh cũng bình đẳng, pháp tánh cũng bình đẳng. Người nào tu, người đó có phần thành tựu quả vị cũng bình đẳng. Dù đại thiện nhân nếu không tu hành thì cũng không thể thành Phật. Nếu đại ác nhân lập tức cải ác hướng thiện, phát tâm Bồ Đề, thì tội nghiệp sẽ tiêu sạch, thành tựu đạo quả Bồ Đề. Do đó mới gọi là bình đẳng. Ý nghĩa không thối chuyển có ba. Một, vị bất thối, tức là không thối lùi về hàng nhị thừa. Hai, hạnh bất thối, tức là không thối lùi sự tu hành hạnh nguyện của Bồ Tát. Ba, niệm bất thối, tức là không thối lùi chánh niệm, thời khắc phát tâm đại Bồ Đề mà vì chúng sinh hồi hướng. Muốn ở trong niệm được không sợ hãi, có đủ thứ biện tài không cùng tận, diệu pháp quang minh, khai thị diễn nói mà hồi hướng. Vì thích cầu các điều thiện, phát tâm tu tập các căn, chuyển thành thủ thắng, đạt được tất cả pháp đại thần thông, trí huệ, biết rõ hết tất cả các pháp mà hồi hướng. Muốn ở nơi tất cả chúng hội đạo tràng gần gũi cúng dường. Vì tất cả chúng sinh diễn nói tất cả các pháp đều khiến cho họ hoan hỉ mà hồi hướng. Bồ Tát phát nguyện ở trong niệm đạt được bốn điều không sợ hãi. Một, tổng trì không sợ hãi. Hai, biết căn không sợ hãi. Ba, quyết nghi không sợ hãi. Bốn, đắc nạn không sợ hãi. Tất cả đều không sợ. Có đủ thứ biện tài không cùng tận. Biện tài có bốn. Một, từ vô ngại biện. Hai, pháp vô ngại biện. Ba, nghĩa vô ngại biện. Bốn, lạc thuyết vô ngại biện. Đắc được diệu pháp quang minh, khai quyền hiển thận, nói như diệu nghĩa của pháp chân thật mà vì chúng sinh hồi hướng. Vì thích cầu tất cả các điều thiện, phát tâm tu hành học tập, khiến các căn, sáu căn chuyển thành thù thắng, đắc được tất cả các pháp, đắc được trí huệ đại thần thông, biết rõ hết tất cả các pháp mà vì chúng sinh hồi hướng. Nguyện ở trong tất cả chúng hội đạo tràng gần gũi tam bảo, cúng dường tam bảo. Vì tất cả chúng sinh sẽ nói tất cả diệu pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều đại hoan hỉ mà vì chúng sinh hồi hướng. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành này hồi hướng như vậy. Đó là hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng trụ, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thân nghiệp, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng nghiệp lời nói, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng ý nghiệp, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng sắc bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thọ tưởng hành thức bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng uẩn bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng giới bình đẳng, Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng xứ bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng bên trong bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng bên ngoài bình đẳng. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, lại đem căn lành này vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Đó là dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng thứ trụ mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng nghiệp thân thanh tịnh mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng nghiệp lời nói thanh tịnh mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng nghiệp ý thanh tịnh mà vì chúng sinh hồi hướng. Thần biệt ý ba nghiệp của Bồ Tát sẽ thanh tịnh, chẳng có nghiệp ác nào. Nguyện cho tất cả chúng sinh cũng đắc được thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, chẳng có nghiệp ác nào. Đó là tâm từ bi của Bồ Tát. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng sắc bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng thọ tưởng hành thức bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, khiến cho sớm chiếu thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng 12 xứ, 6 căn và 6 trần bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng tâm pháp bên trong được bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng thân pháp bên ngoài được bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, khiến cho chúng sinh đắc được bình đẳng thanh tịnh, chẳng có pháp nhiễm ô. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng phát khởi bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thâm tâm bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng phương tiện bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng tin hiểu bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng các căn bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng ban đầu giữa sau bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng nghiệp báo bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng nhiễm tịnh bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chúng sinh bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng cõi Phật bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng pháp bình đẳng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng phát khởi bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng thâm tâm bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng phương tiện bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng tin hiểu bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng các căn bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng ban đầu giữa sau bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng nghiệp báo bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng pháp nhiễm và pháp tịnh bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng chúng sinh bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng cõi Phật bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng pháp bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thế gian quang minh bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chư Phật Bồ Tát bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng hạnh nguyện Bồ Tát bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng Bồ Tát thoát khỏi ba cõi bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng Bồ Tát giáo hóa điều phục bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng pháp giới không hai bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng Như Lai bình đẳng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng thế gian quang minh bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng chư Phật Bồ Tát bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng hạnh nguyện Bồ Tát bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng Bồ Tát thoát khỏi ba cõi bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ thanh tịnh bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng pháp giới không hai bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng, dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới có vô lượng Như Lai chúng hội đạo tràng bình đẳng mà vì chúng sinh hồi hướng. Phật tử khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì an trụ pháp giới vô lượng thân thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng lời thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng tâm thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng hạnh nguyện của các Bồ Tát thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng vì tất cả Bồ Tát rộng nói pháp trí thanh tịnh, an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng thân vào được hết pháp giới tất cả thế giới, an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng tất cả pháp quang bình thanh tịnh không sợ hãi, có thể dùng một tiếng dứt hết lưới nghi của tất cả chúng sinh, tùy thất thân dục của họ đều khiến cho hoan hỉ, chỗ nơi vô thượng nhất thiết trùng trí, lực không sợ hãi, thần thông tự tại công đức rộng lớn thoát khỏi ba cõi. Các vị đệ tử của Phật khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, đem đủ thứ căn lành của ngài tu tập hồi hướng như vậy, thì an trụ nơi pháp giới có vô lượng thân nghiệp thanh tịnh bình đẳng, an trụ nơi pháp giới có vô lượng ý nghiệp thanh tịnh bình đẳng, khiến cho thân miệng ý ba nghiệp của chúng sinh đều được thanh tịnh. An trụ nơi pháp giới có vô lượng hạnh nguyện thanh tịnh bình đẳng của các Bồ Tát tu. An trụ nơi pháp giới có vô lượng chúng hội đạo tràng thanh tịnh bình đẳng. An trụ nơi pháp giới có vô lượng bình đẳng hay vì tất cả Bồ Tát rộng nói tất cả các pháp trí huệ thanh tịnh. An trụ nơi pháp giới có vô lượng phân thân thanh tịnh bình đẳng vào được hết pháp giới tất cả thế giới. An trụ nơi pháp giới có vô lượng tất cả pháp quang minh trí huệ thanh tịnh bình đẳng không sợ hãi, có thể dùng một tiếng dứt hết lưới nghi hoặc của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, tùy thuận căn dục của chúng sinh đều khiến cho họ được hoan hỉ. An trụ nơi vô thượng nhất thiết trùng trí huệ, đạt được 10 lực và 4 điều không sợ hãi, đạt được đại thần thông nhậm phận tự tại, đạt được đại công đức rộng lớn không gì bằng, thoát được khỏi ba cõi. Phật tử đó là hồi hướng trụ đẳng pháp giới vô lượng thứ 10 của đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật đủ thứ đạo lý đã nói ở trên là hồi hướng thứ 10 của đại Bồ Tát tu, tên là pháp môn hồi hướng đẳng trụ pháp giới vô lượng. Khi đại Bồ Tát đem tất cả căn lành bố thí pháp hồi hướng như vậy, thì thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện Bồ Tát của Bồ Tát Phổ Hiền đều nghiêm tịnh tận hư không đẳng pháp giới tất cả cõi Phật, khiến cho tất cả chúng sinh cũng được thành tựu đầy đủ vô biên trí huệ như vậy, thấu rõ tất cả pháp, ở trong niệm niệm thấy tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, ở trong niệm niệm thấy vô lượng vô biên sức tự tại của tất cả chư Phật. Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ hướng căn lành, đem tất cả hết thảy căn lành bố thí pháp hồi hướng như vậy, thì thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện Bồ Tát của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát ra, thảy đều trang nghiêm thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới tất cả cõi nước chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh cũng được thành tựu đầy đủ vô biên trí huệ như vậy, thấu rõ tất cả pháp của chư Phật đã nói, ở trong niệm niệm thấy được tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, ở trong niệm niệm thấy được tất cả chư Phật có vô lượng vô biên sức tự tại, đó là sức tự tại rộng lớn, sức tự tại không chấp trước, sức tự tại vô ngại, sức tự tại không nghĩ bàn, sức tự tại tịnh tất cả chúng sinh, sức tự tại lập tất cả thế giới, sức tự tại hiện bất khả thuyết lời nói, sức tự tại tùy thời ứng hiện, sức tự tại thần thông trí huệ trụ bất thối chuyển, sức tự tại diễn nói tất cả vô biên pháp giới không sót thừa, đó là sức nhậm vận tự tại rất rộng lớn, sức nhậm vận tự tại không chấp trước, sức nhậm vận tự tại không chướng ngại, sức nhậm vận tự tại không nghĩ bàn, sức nhậm vận tự tại thanh tịnh tất cả chúng sinh, sức nhậm vận tự tại kiến lập tất cả thế giới, sức nhậm vận tự tại hay thị hiện bất khả thuyết lời nói, sức nhậm vận tự tại tùy thời ứng hiện vì chúng sinh thuyết pháp, sức nhậm vận tự tại thần thông trí huệ trụ nơi không thối chuyển, sức nhậm vận tự tại sẽ nói tất cả vô biên pháp giới không có sót thừa, sức tự tại sinh ra mắt của Bồ Tát Phổ Hiền không có bờ mé, sức tự tại dùng nhĩ thức vô ngại nghe thọ trì vô lượng chánh pháp của chư Phật, sức tự tại một thần ngồi kiết giả các cùng 10 phương vô lượng pháp giới nơi các chúng sinh không chật hẹp, sức tự tại dùng trí huệ viên mãn và khắp vô lượng pháp ba đời. Sức tự tại này sinh ra mắt của Bồ Tát Phổ Hiền không có bờ mé, sức tự tại này hay dùng nhĩ thức chẳng có chướng ngại nghe thọ trì vô lượng chánh pháp của chư Phật diễn nói, sức tự tại một thân ngồi kiết giả các cùng 10 phương vô lượng pháp giới đối với tất cả chúng sinh chẳng có sự chật hẹp, sức tự tại dùng trí huệ viên mãn và khắp vô lượng pháp ba đời lại được vô lượng thanh tịnh, đó là tất cả chúng sinh thanh tịnh, tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả pháp thanh tịnh, tất cả xứ trí biết khắp thanh tịnh, khắp cõi hư không trí vô biên thanh tịnh, được nhất thiết trí lời nói âm thanh khác biệt, dùng đủ thứ lời nói âm thanh ứng khắp chúng sinh thanh tịnh, phóng ra vô lượng quang minh viên mãn chiếu khắp tất cả vô biên thế giới thanh tịnh, sinh ra tất cả Bồ Tát trí hạnh thanh tịnh ba đời, ở trong một niệm, trí thanh tịnh vào khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật ba đời, vào vô biên tất cả thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều làm việc thanh tịnh đáng làm. Lại đắc được vô lượng thanh tịnh, tức là tận hư không khắp pháp giới đều thanh tịnh, chẳng có tất cả mọi vật, chẳng có tất cả mọi việc, gì cũng chẳng có mới là thanh tịnh. Tức là một, tất cả chúng sinh thanh tịnh chẳng có nhiễm ô; hai, tất cả cõi Phật thanh tịnh chẳng có nhiễm ô; ba, tất cả pháp thanh tịnh chẳng có nhiễm ô; bốn, tất cả xứ sở và chánh biến trí thanh tịnh chẳng có nhiễm ô; năm, vô biên trí huệ thanh tịnh đầy khắp cõi hư không chẳng có nhiễm ô; sáu, đắc được nhất thiết trí huệ lời lẽ âm thanh, dùng đủ thứ lời lẽ và âm thanh ứng khắp chúng sinh thanh tịnh chẳng có nhiễm ô; bảy, phóng ra vô lượng quang minh viên mãn chiếu khắp tất cả vô biên thế giới thanh tịnh chẳng có nhiễm ô; tám, sinh ra tất cả Bồ Tát trí hạnh thanh tịnh ba đời chẳng có nhiễm ô; chín, ở trong một niệm trí huệ thanh tịnh và khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật ba đời chẳng có nhiễm ô; 10, vào vô biên tất cả thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều làm việc thanh tịnh đáng làm, không có nhiễm ô. Như vậy đều được đầy đủ, đều được thành tựu, đều đã tu trị, đều được bình đẳng, thầy đều hiện tiền, thầy đều thấy biết, thầy đều ngộ nhập, đều đã quan sát, đều được thanh tịnh đến bờ bên kia. Thanh tịnh giống như vậy, đều được đủ, đều được thành tựu, đều đã tu trị pháp môn đó, đều được bình đẳng, nhất thiết trí huệ thầy đều hiện tiền, thầy đều thấy biết, thầy đều ngộ nhập, đều đã quan sát, đều được thanh tịnh mà đến bờ niết bàn bên kia. Bấy giờ do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương, trăm vạn cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới, đều có 6 thứ chấn động, đó là động biến động, đẳng biến động, khởi biến khởi, đẳng biến khởi, dũng biến dũng, đẳng biến dũng, chấn biến chấn, đẳng biến chấn, hống biến hống, đẳng biến hống, kích biến kích, đẳng biến kích. Do thần lực của Phật, do pháp như vậy, mưa xuống các hoa trời, tràng hoa trời, hương bồ trời, các tạp hương trời, y phục trời, chân bảo trời, đồ trang nghiêm trời, mani báu trời, hương trầm thủy trời, hương trên đàn trời, lọng thượng diệu trời, đủ thứ tràng trời, phan tạp sắc trời. Lúc đó do đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 10 phương chư Phật, mỗi phương trong 10 phương có trăm vạn cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới. Hiện tại khoa học gia chỉ biết trong ngân hà có vô lượng thái dương hệ, căn cứ nói trong vũ trụ lại có rất nhiều ngân hà, nhưng không cách gì chứng minh. 3.000 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng Phật nhãn biết có vô lượng cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới. Chúng ta mắt thấy tai nghe mới tin là sự thật, nếu không thấy không nghe thì cho rằng là hư vọng không thật. Đây là tư tưởng ngu si của phàm phu. Nếu nhận chân dụng công tu hành thì sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thông, quan sát được 3.000 đại thiên thế giới, thật là diệu không thể tả. Khoa học gia tuy nhiên phát hiện trong vũ trụ có vô lượng tinh cầu, nếu so sánh với trăm vạn cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới thì cách xa lắm, họ vĩnh viễn không theo đuổi đến được chỗ rốt ráo. Hết thảy thế giới đều có 6 thứ chấn động, đó là động dũng khởi, chấn hống kích, ở trước thuộc về hình, ở sau thuộc về thanh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp muốn diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật thì có 6 thứ chấn động biểu thị điểm cát tường. Trong mỗi thứ chấn động lại chia ra làm 3 thứ, cộng lại có 18 thứ hiện tượng phát sinh. Tức là động biến động, đẳng biến động, khởi biến khởi, đẳng biến khởi, dũng biến dũng, đẳng biến dũng, chấn biến chấn, đẳng biến chấn, hống biến hống, đẳng biến hống, kích biến kích, đẳng biến kích. Động là bộ phận thế giới dao động, biến động là toàn thế giới dao động, đẳng biến động là hết thảy thế giới dao động. Tình hình năm thứ kia cũng giống như vậy. Đó là do thần lực của Phật, khi Đức Phật nói Pháp nhất định có cảnh giới này. Đồng thời trên trời mưa xuống đủ thứ hoa trời, tràng hoa trời, hương bột trời, tạp hương trời, y phục trời, chân báu trời, đồ trang nghiêm trời, mani báu trời, hương trầm thủy trời, hương trên đàn trời, lọng thượng diệu trời, đủ thứ tràng trời, phan tạp sắc trời, vân vân, để trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh pháp hội. A toàn kỳ thân trời vô lượng trăm ngàn ức bất khả thuyết pháp âm trời, không thể nghĩ bàn, tiếng trời chất ngợi Phật. A tăng kỳ tiếng trời hoan hỉ, đều xưng lành thay. Vô lượng A tăng kỳ trăm ngàn na do tha vị trời cung kính lễ bái. Vô số thiên tử thường niệm chư Phật, mong cầu vô lượng công đức của Như Lai tầm không xả lìa. Vô số thiên tử tống các kỹ nhạc, ca ngầm tán thán cúng dường Như Lai. Trăm ngàn A tăng kỳ các vị trời phóng đại quang minh, chiếu khắp tận hư không, biến pháp giới tất cả cõi Phật, hiện ra vô lượng a tăng kỷ cảnh giới của chư Phật hóa thân của Như Lai vượt hơn các vị trời. Có a tăng kỷ thân các vị trời, có vô lượng trăm ngàn ước bất khả thuyết pháp âm của các vị trời, có tiếng của các vị trời đều không thể nghĩ bàn. Khen ngợi Phật, có a tăng kỷ tiếng các vị trời hoan hỉ, đều xưng lành thay. Có vô lượng a tăng kỷ trăm ngàn na do tha các vị trời, cung kính lễ bái Đức Phật. Có vô số thiên tử thường niệm mười phương chư Phật, mong cầu được vô lượng công đức của Phật, cho nên tâm không xả lìa Phật. Vô số thiên tử tấu lên đủ thứ âm nhạc, ca ngợi Phật, tán thán Phật, cúng dường Phật. Có trăm ngàn a tăng kỷ các vị trời phóng đại quang minh, chiếu các tận hư không, biến pháp giới tất cả cõi Phật, hiện ra vô lượng a tăng kỷ cảnh giới chư Phật hóa thân của Phật, vượt hơn số các vị trời, vì Phật có trăm ngàn ước hóa thân. Như ở tại cung trời đâu xuất thế giới này là như vậy, các cung trời đâu xuất khắp cùng mười phương trong tất cả thế giới cũng đều như vậy. Giống như ở tại cung trời đâu xuất thế giới Ta Bà này, nói pháp thập hồi hướng kinh Hoa Nghiêm, khắp cùng mười phương cung trời đâu xuất trong tất cả thế giới cũng đều diễn nói pháp thập hồi hướng kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới như vậy chỉ có ở trong đại pháp hội Hoa Nghiêm mới xuất hiện. Bấy giờ lại do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương, qua khỏi trăm vạn cõi Phật, các thế giới nhiều như số hạt bụi, đều có trăm vạn cõi Phật, các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi đến tụ hội, đều nói rằng: lành thay Phật tử, có thể nói các đại hồi hướng này. Phật tử chúng tôi đều đồng một hiệu là Kim Cang Tràng, đều từ thế giới Kim Cang Quang chỗ Đức Phật Kim Cang Tràng mà đến cõi này. Các thế giới đó đều do thần lực của Phật mà nói pháp này. Chúng hội quyến thuộc, văn tử câu nghĩa cũng đều như vậy, không tăng không giảm. Chúng tôi đều nương thần lực của Phật, từ cõi đó mà đến đây vì Ngài mà làm chứng. Như chúng tôi đến hội này vì Ngài mà làm chứng, mười phương hết thảy tất cả thế giới cùng trời đâu xuất, điện bảo trang nghiêm, các Bồ Tát đến làm chứng cũng lại như vậy. Lúc đó lại do đại oai thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương, trải qua trăm vạn cõi Phật, các thế giới nhiều như số hạt bụi, đều có trăm vạn cõi Phật, các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi tụ hội đến Hoa Nghiêm đạo tràng. Bồ Tát khắp cùng mười phương đều nói: lành thay Phật tử, hiện tại Ngài đang nói pháp môn đại hồi hướng. Phật tử chúng tôi đều đồng một danh hiệu gọi là Kim Cang Tràng. Chúng tôi đều từ thế giới Kim Cang Quang chỗ của Đức Phật Kim Cang Tràng đến cùng trời đâu xuất của thế giới Ta Bà. Mười phương hết thảy tất cả thế giới đều hoàn toàn như vậy, cũng không tăng một chữ, cũng không giảm một câu. Chúng tôi nương oai lực của Phật, từ thế giới Kim Cang Quang đến cùng trời đâu xuất của thế giới Ta Bà, để vì Ngài làm chứng, giống như chúng tôi đến pháp hội này làm chứng. Mười phương hết thảy tất cả thế giới cùng trời đâu xuất điện bảo trang nghiêm, cũng có tất cả Bồ Tát đến làm chứng, cũng tình hình như vậy. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật, quan sát tất cả chúng hội khắp mười phương pháp giới, khéo biết văn nghĩa, tăng trưởng tâm rộng lớn, đại bi che khắp tất cả chúng sinh, hệ tâm an trụ giống Phật ba đời, kéo vào tất cả pháp công đức của Phật, thành tựu thân tự tại của chư Phật, quán tâm ưa thích của các chúng sinh và sự gieo trồng tất cả các lành của họ đều phân biệt biết, tùy thuận pháp thân mà thị hiện thân sắc đẹp thành tịnh. Liền lúc đó nói kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp tất cả chúng hội và pháp giới rồi, khéo biết nghĩa lý kinh văn, tăng trưởng tâm rộng lớn, tâm đại bi trải khắp tất cả chúng sinh, hệ tâm an trụ giống Phật ba đời, kéo vào tất cả pháp công đức của chư Phật, thành tựu thân tự tại của tất cả chư Phật, quan sát sự ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh, cùng với sự gieo trồng căn lành của tất cả chúng sinh, biết rõ tỉ mỉ là sâu hay cạn, tùy thuận pháp thân thành tịnh mà thị hiện báo thân sắc đẹp thanh tịnh. Đến lúc đó nói ra 47 bài kệ dưới đây.